Trong cuốn sách Bình Yên Trong Bão Tố của tác giả Tuệ An có một đoạn trích như thế này: khi bản thân cởi mở đón nhận thì các vấn đề từ to lớn như những biến động, khủng hoảng sẽ hóa vừa, từ vừa sẽ hóa nhỏ, từ nhỏ sẽ hóa không. Người hạnh phúc cũng đón nhận các quan điểm khác biệt với tinh thần cởi mở, không phán xét và áp đặt. Họ hiểu rõ việc giữ những định kiến và cái tôi chỉ làm tăng cảm xúc tiêu cực. Thay vào đó, họ chọn cách lắng nghe để thấu hiểu, tôn trọng cảm xúc của người khác và đưa ra những lời khuyên phù hợp bằng sự cảm thông trọn vẹn. Bài học rút ra là những biến động trong cuộc đời sẽ giúp ta khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn, và ta cần cảm ơn những biến động đó.